Chỉ những ai kinh doanh quán ăn mới thấu hiểu được nỗi vất vả của việc phải bóc hàng trăm quả trứng cút mỗi ngày, khi đây là một trong những thành phần quan trọng để giúp món ăn trở nên ngon miệng và hấp dẫn. So với phương pháp thủ công truyền thống, máy bóc vỏ trứng cút Vinmark có nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn với hàng loạt những ưu điểm nổi bật, nhờ đó đã giải phóng hầu như sức lao động của con người cũng như giúp chủ quán ăn tối đa được lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của mình. Hãy cùng Vinmark xem cách sử dụng máy bóc vỏ trứng cút này nhé! Máy bóc vỏ trứng cút Vinmark được thiết kế bằng inox cao cấp, có thiết kế chắc chắn và khả năng hoạt động liên tục và đạt hiệu quả cao. Với chất liệu inox bao quanh toàn bộ máy thì chắc chắn đây là dòng máy có thể ghi điểm ngay cả với những khách hàng khó tính nhất. Sản phẩm có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ đồng hồ với những điều kiện khắc nghiệt. Thế nhưng Vinmark khuyến nghị cho máy nghỉ ngơi sau 1 đến 2 giờ làm việc để nâng cao độ bền của sản phẩm. Chỉ cần một người duy nhất để sử dụng máy lột trứng cút mà thôi. Máy cũng rất dễ dàng sử dụng chỉ với một phím nguồn duy nhất. Hơn thế nữa, kích thước máy cũng khá là khiêm tốn so với năng suất của máy, nên việc tìm kiếm một chỗ để máy rất là tiện lợi. Với trọng lượng chỉ có 60kg thì việc vận chuyển máy cũng khá là dễ dàng mà không hề cồng kềnh. Máy sở hữu bộ phận quán nước bằng đồng an toàn, tiện lợi, hệ thống xả nước được gắn trực tiếp trên máy lột trứng cút. Điều này giúp loại bỏ tối đa vỏ trứng trong quá trình bóc vỏ tự động. Chân đế được thiết kế giúp máy chịu được trọng tải lớn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, bộ phận chân máy còn được thiết kế với vỏ bọc nhựa nên hạn chế tối đa tiếng ồn gây ra trong quá trình vận hành thiết bị. Với rất nhiều công năng ưu việt, máy bóc vỏ trứng cút Vinmark xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh ẩm thực để giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho quá trình chế biến các món ăn. Để được tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là báo giá cụ thể, mọi người hãy liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Vinmark xin cảm ơn.